Chào thầy và các bạn, em tên là Lê Gạ Việt Anh, học sinh lớp 8D trường Trung học cơ sở Vũ Kiệt. Em đang sinh sống tại Bắc Ninh. Hôm nay em sẽ thuyết trình về bài Hứng bóng ạ. Do là thời gian có hạn nên em chưa được thấy cái dùng cái cách để cho ảnh nó không còn cái phần trắng nữa. Đấy, khi bóng chạm vào rổ thì điểm sẽ được tính và điểm sẽ được viết ở phần trên này. Khi di chuyển, chúng ta sẽ sử dụng các phím mũi tên lên xuống, lên sang ngang hoặc là sang trái để di chuyển. Tốc độ của bóng bay sẽ tùy theo tốc độ của bóng bay sẽ là ngẫu nhiên. Trò này thì không có kết thúc. Đó, bài thuyết trình của em xin hết. Mà thầy và các bạn nhận xét. Mình như thầy vì chúng ta không có nhiều thời gian nên là thầy sẽ nhận xét luôn nhá. Thầy sẽ nhận xét luôn bảng Việt Anh. Thứ nhất là Việt Anh, bài của Việt Anh thầy đang đánh giá là sao bài này không khác gì nhiều so với cả bài khóa trước đi con. Bật bật mic, bật mic. Em sửa lại một vài phần rồi. Ở đây thì lưu ý, thứ nhất là con thể trình bày, thứ nhất là con một là mình sẽ trình bày thêm cho thầy cái phần, đó là mình sẽ chọn một chức năng nổi bật, đó tốt nhất là cái chức năng mà con bổ sung thêm ấy, để con giải thích là con lập trình như thế nào. Và hai là mình sẽ trình bày về cái ý tưởng phát triển trong tương lai. Còn em đã thêm vào là cái chỗ này. Từ đây, bây giờ nó sẽ kiểm tra tính điểm, và nếu đây cái phần em thêm vào đây Thầy sẽ cho con, và thầy ok con làm tiếp đi, còn một phần nữa. Con một là con có thể giải thích chi tiết hơn về cái lệnh, và hai là trình bày liên quan đến cái ý tưởng phát triển trong tương lai. thì cái lệnh này sẽ là nếu như mà y của quả bóng lớn hơn 720 thì quả bóng khi đi hết đường biên thì quả bóng sẽ quay trở lại và một chỗ nào đó, y của cái này sẽ bằng không, nghĩa là quả bóng sẽ bắt đầu ở đây và di chuyển một nổ bất kỳ, và sau đó nó sẽ print score lên màn hình. Ý tưởng phát triển trong tương lai của em là em sẽ khắc phục một nhiều lỗi và sẽ làm cho nhiều quả bóng rơi xuống hơn, chứ không phải là chỉ một quả bóng và rơi chậm như thế nào. Vì chúng ta không có nhiều thời gian nên là thầy sẽ nhận xét luôn bài của Việt Anh. Thứ nhất là về sản phẩm lập trình này của Việt Anh. Nếu đây là một bài mà mình sau khi khóa học đầu tiên mình hoàn thành thì có chấp nhận được. Chứ còn vì ở đây thì thầy đang thấy những cái kỹ thuật lập trình trong bài này đang chưa áp dụng những cái kiến thức lập trình nào mới trong khóa học nâng cao này cả. Thầy lấy ví dụ, thầy nói gạch đầu dòng một vài ví dụ. Như một là cái lệnh gì thay đổi kích thước của hình ảnh. Đó, lệnh thay đổi hình ảnh, lệnh scale, hay là cái kỹ thuật lập trình sao cho cái background nó di chuyển, và cái kỹ thuật lập trình liên quan đến lập trình cho nhân vật di chuyển không đều, tự di chuyển nhanh dần đều, ví dụ như đi lên chậm dần, rơi xuống nhanh dần, ví dụ như vậy. Đó, ở đây hoàn toàn thầy đang thấy là toàn là những kiến thức áp dụng từ cái khóa học trước, tức là khi một bạn nào mà học xong khóa học trước rồi cũng có thể lập trình ra một bài như thế này, chứ không phải là đợi đến học xong hết khóa nâng cao này thì mới mới làm được những chức năng này. Đó, thì ở đây thì Việt Anh lưu ý về việc là mình cái kỹ thuật lập trình như thế này là sẽ là chưa đạt yêu cầu cho khóa học nâng cao một, và mình sẽ về nhà mình sẽ cố gắng để mình cải thiện, cũng như là mình sẽ suy nghĩ một cái ý tưởng nào khác.
hoặc là nghĩ thêm một cái chức năng khác sao cho mình áp dụng được ý tưởng của kiến thức nâng cao hơn đó. Chứ còn kiến thức về kiến thức cơ bản như như thế này thì sẽ là chưa chưa áp dụng được cái phần kiến thức nào trong những phần thầy vừa liệt kê cả, đúng không nào? Mình chưa thấy áp dụng cái phần kiến thức nào mà mình đã học ở đây cả, hoặc là kiến thức liên quan đến thay đổi hình ảnh chẳng hạn đó. Ví dụ như các bạn đã được học lập trình cách hiển thị điểm cho Flappy Bird hiển thị điểm, thay vì ghi chữ score 2.1 2 3 4 kiểu văn bản thì mình phải hiển thị hình ảnh cái điểm đó, là nó thay đổi hình ảnh liên tục. Một điểm nó sẽ load cái ảnh số 1 và 2 điểm ảnh số 2, thì đây là cái sự thay đổi ảnh, thì mình cũng chưa áp dụng được kiến thức đấy. Thì về kỹ thuật lập trình là sẽ cần phải bổ sung thêm các kiến thức nâng cao đã được học. Về phần sáng tạo thì cũng khá là tốt rồi, mình có ý tưởng sáng tạo liên quan đến quả bóng, dùng hình nền khác, dùng hình nhân vật khác. Nhưng về mặt đồ họa thì cần phải trau chuốt hơn, về mặt phải bỏ cái nền trắng trắng của quả bóng với cả cái giỏ đi. Cái đấy Việt Anh vừa trình bày là chắc không có đủ thời gian để mà chỉnh sửa, thì sau lưu ý để trau chuốt hơn về mặt hình ảnh. Về mặt kỹ năng thuyết trình thì Việt Anh vẫn bị như như thầy có yêu cầu bạn bổ sung, thì chúng ta thấy là Việt Anh vẫn bị thiếu một số cái nội dung đấy. Các bạn cố gắng làm sao cho khi thuyết trình xong thầy không cần phải hỏi lại là bạn hãy bổ sung phần này đi, hãy bổ sung phần kia đi, thì mới là ổn đấy. Còn một khi mà vẫn thầy vẫn yêu cầu bổ sung chứ tờ vẫn bị thiếu thì mình vẫn sẽ cần phải chú ý chuẩn bị kỹ hơn. Ngoài ra thì về phần kỹ năng nói thì Việt Anh cũng không bị ngắc ngứ gì nhiều, nhưng mà khi nói thì chúng mình nên vui tươi một tí đấy, chứ còn không cứ trầm trầm kia thì nó không đem lại được cái năng lượng cho cái bài thuyết trình của mình nhá. Rồi ok, thế thôi Việt Anh hoàn thành xong phần thuyết trình của mình rồi.